Chiều ngày 24 tháng 5 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác video clip Tinh hoa Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 dành cho học sinh, sinh viên. Cuộc thi là sân chơi bổ ích để các bạn trẻ bồi dưỡng, vun đắp hiểu biết, tình cảm đối với các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Theo ban tổ chức, kết thúc vòng sơ loại, cuộc thi đã nhận được 11.734 clip dự thi từ 67 trên 67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc. Tính đến ngày 5 tháng 5 năm 2024, đã có hơn 56 triệu lượt xem trên các nền tảng số và 679.564 lượt bình chọn cho các tác phẩm trên website của chương trình. Kết quả, giải nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm Trang phục truyền thống của người Bố Y của thí sinh Lộc Bà Tú Anh, trường Trung học phổ thông số 1, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Giải nhì được trao cho tác phẩm Tinh hoa miền Quan Họ. Giải ba là tác phẩm Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Hai giải khuyến khích gồm tác phẩm Nét đẹp thổ cẩm và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Hát then đàn tính Tinh hoa âm nhạc dân gian xứ Lạng cùng nhiều giải thưởng khác.